ướt như chuột các bạn. Ướt hết à? Mình lau qua đi rồi mình sẽ đổi cái vị trí của cái mũi đâm xem nó thế nào. Ok, sau một màn đi lội nước, bây giờ mình phải sấy qua cho em nữa. Không biết là có ổn hay không các bạn ạ, nhưng mà tình hình có vẻ căng. Bán xác FDRC F1 nha các bạn. Nếu mà không lên thì bán xác thôi. Bạn nào chuẩn bị mua cho mình. Không ổn rồi các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ mang cục pin vào cắm sạc xem là nó có lên không nha các bạn. Có vẻ như là tình huống xấu rồi. Mình vừa cho em nó đi tắm nước xong thì pin nó có vấn đề. Cho nên là hôm nay tiện đây là mình cũng thử mổ bụng cái pin con SJRC F1 xem bên trong nó có gì nha. Nghịch quá. Hồi nãy mình cho nó đi đâm bong bóng. Đâm bong bóng đựng nước ấy. Nhưng mà không điều khiển được, không đâm được quả nào cả. Nói chung là chỉ toàn cánh và cánh chém thôi. Cánh chém xong thì nó lao luôn qua thì nước dội lên lên người nó.
Bây giờ là pin sạc lên thì nó cứ nháy loạn xì ngầu lên, khả năng là nước trong này nữa, nên là mình kiểm tra luôn. Đấy, cái sạc cái kia cũng chưa biết tình hình nó thế nào, đang sấy khô. Đấy thì bạn nào có dự định mua sạc và nghiên cứu thì chuẩn bị tinh thần. Khả năng cao là sau vụ này là nó chết hẳn đấy các bạn. Mình hành hạ nó quá nhiều rồi. Đang định cho nó đi cắt cỏ vài hôm nữa nhưng mà thấy nó đổ bệnh rồi, không biết ổn không. Đây nha, để chúng mình sẽ xem bên trong cái pin này là nó là cái gì nha. Ok, đây đây là bên trong con pin, bên trong con SDRC các bạn. Pin này 3 cell, mình xem nó đang bị chạm chập chỗ nào nhỉ, có tháo ra được không đây. Hai con ốc, trong này có hai con ốc các bạn, tháo hai con ốc và lấy được cái mạch ra. Bốn con luôn các bạn, bốn con ốc nha. Không biết là có nước đơn gì vào không đây, rất là nguy hiểm. Đây là mạch pin của con SDRC các bạn nhé. Đây, mạch pin, đây là pin 3 cell. Nói chung là khi tháo ra thì nó cũng mang đậm tính chất pin tàu các bạn. Không có một số liệu gì cả. Số liệu nó nằm dưới đây. Nước không vô được trong đây các bạn, nước không vào được. Bây giờ để mình thử lấy sạc, mình sạc xem nó có lên không nha. Rất chi là nguy hiểm, rất hồi hộp. Một buổi sáng nghịch ngu ra đi một củ các bạn. Mấy thằng cái máy bay có sao không?
có gì đó không ổn đâu bạn. Mình không biết gì về điện cả. Mình chỉ tháo ra xem là nó có bị nước vào bên trong hay không thôi. Còn lại bây giờ lại phải lắp vào đây. Nó đang nháy thế này là không biết là khi nãy chơi nó hết nhãn pin hay chưa thì mình không rõ lắm. Trước khi lắp pin lại thì mình thử test lại nha. Chắc lại con flycam này xem là nó có sống hay chết, là mình lắp pin không thôi. Mình bật nguồn này. Ổn nữa bạn ạ. Thì kết nối điện thoại xem nào. Ổn các bạn ạ. Kali để máy cái này. Rồi ok. Mình sẽ cho nó bay chế độ không đầu nha. Rồi mình khởi động thôi, không bay được. Đang ở đây mình không bay được, khởi động thôi. Ok, sống các bạn ạ. Đây, tắt dừng máy này. Đây là tắt máy này. Ok. Đấy. Sau một hồi tháo ra sấy khô thì chính thức là nó đã sống trở lại các bạn. Ui. Bây giờ lắp vào rồi sạc pin cho em nó thôi. Đây. May, vẫn đang còn cái để chơi. Ok, bạn nào yêu thích video thì bấm đăng ký kênh ủng hộ mình, rồi bấm like, share giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Chào các bạn.